Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Các ngươi cho rằng không công kích tôi sẽ không tìm thấy các ngươi hay sao? Ảnh kiếm đình, Vi xuyến khải lang. Cái đám vô dụng này thậm chí đều không nhốt được hắn, đúng là lãng phí thời gian của mình. Bây giờ muốn đi rồi sao? Muộn rồi. Cái gì chứ? Bên khác, con sông này sắp cạn rồi. Còn có thể tìm một chút ngọn nguồn của mình. Mình thật đúng là một thiên tài. Đừng nơ mơ nữa. Tâm nhỏ của tôi đặt ở trên người của Mạc Phàm đã chết sạch rồi. Mạc Phàm có lẽ là đã giao thù với người của Hắc Giáo Đình rồi. Hệ thống núi này ai thiết kế vậy? Chúng ta vẫn nên đi trước đến núi thứ 7 mới được. Kho nước của núi thứ 7 là học sinh bị lạc đường hay sao? Qua đó hoài thử. Bạn học, các cậu ở trong núi có nhìn thấy người ngoài, có nhìn thấy người ngoài trường hay không? Thầy là thầy giáo đúng không? Là đến cứu chúng tôi có đúng hay không? Chúng tôi có nhiệm vụ khác. Đạo sư của các cậu đâu rồi? Bị lạc rồi, chỉ còn lại chúng tôi. Thầy giáo, các người hãy đưa chúng tôi đi. Đúng vậy, đưa chúng tôi quay về. Làm thế nào bây giờ? Một chút tin tức có tác dụng cũng không có, vẫn nên để bọn họ ở đây. Bọn họ chỉ muốn quay về Thánh học phủ Oros. Thông đạo chúng tôi đã sửa lại rồi, không lâu nữa sẽ có nhân viên bảo an đến cứu các cậu. Hai chúng tôi còn có việc gấp, phải đi đến núi thứ 8. Có chuyện gì mà quan trọng hơn cả tính mạng của học sinh chúng tôi? Các người làm thầy kiểu gì vậy? Đúng vậy, làm gì có người nào là thầy giáo như các người, thật không ra gì cả. Bạn học này, tại sao cậu lại không hy vọng chúng tôi đi đến núi tiếp theo? Chỉ là hy vọng, các người hãy thực hành chức trách làm thầy của mình. Yên tâm đi, chúng tôi đương nhiên là sẽ bảo vệ cho các cậu. Nếu như các cậu thật sự là học sinh, những người này không phải là học sinh sao? Vậy bọn họ là ai? Thầy đang nói cái gì vậy? Hàn Sâm đã lọt lưới rồi. Hắn đã đem danh sách của các cậu liệt ra rồi. Các cậu không cần phải giả vờ nữa. Tên đó không phải vẫn luôn ẩn nấp ở bên cạnh San Hạ hay sao? Là người không thể nào bị bại lộ nhất. Chúng tôi không hiểu các cậu đang nói cái gì. Hai vị đạo sư, tôi thấy các người là chán sống rồi. Vừa nhìn đã biết nguyên rủa ma pháp loại tâm linh. Mấy trò này đừng có chơi đùa trước mặt của Triệu ca ca. Ở trước mặt của tôi chơi ảo giác hay sao? Hả? Những độc trùng này là thật đấy. Đây không phải là ảo giác tâm linh, là quái vật người sống thật sự. Bọn họ đều là trùng vu sư hệ độc. Lão Triệu, cậu hãy đi đến núi thứ 8 trước. Những trùng vu sư này tôi sẽ đối phó. Thế thì giao lại cho cậu rồi. Sớm đã muốn làm quen với trùng vu sư để nghiên cứu côn trùng một chút rồi, không ngờ gặp được bạn bè trùng vu sư, gặp được kẻ địch cũng không tệ. May mà vạch trần thân phận của đám học sinh này. Bọn họ tử thù ở đây, núi thứ 9 nhất định là có động tác lớn. Nhưng mà một mình Mục Bạch đấu với đám người bọn họ, có lẽ là không có vấn đề gì đâu đúng không? Mẹ nó, quái vật mạnh như vậy, một mình cậu tuyệt đối đừng chết đấy. Thì ra là Mục Bạch nuôi, thế thì tôi yên tâm rồi. Núi thứ 8, kỳ nạ ở đâu rồi? Theo lý mà nói là ở đây, sao chỉ còn lại một vũng nước bùn vậy? Bức tượng đất này sống động như thật, hay là tiếp tục đi đến hướng của núi thứ 9? Ây à, tượng đất là người sống,